Nguyễn Vũ Hoàng Long và mình tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình thích cuộc sống ở thành phố Hồ Chí thành phố ở thành cuộc sống ở Mỹ vì cuộc sống của Mỹ khá là tự do, bạn có thể làm những gì mình thích và bạn có thể có hầu hết mọi những cơ sở tiện nghi vật chất mà bạn muốn. Cũng giống như là việc học tập của bạn ở Mỹ cũng tự do hơn, bạn được chọn những môn mà bạn thích, không phải được gò bó như là ở Việt Nam. Mình thích cuộc sống, mình thích trường Fairfax Christian School vì Fairfax Christian School là một trường đạo và đã dạy mình rất là nhiều về những điều mình chưa biết về Chúa cũng như là đạo đức của mình, nâng cao cuộc sống tinh thần của mình hơn. Mình ở đây mình thích nhất là môn AP Microeconomics, Việt Nam mình dịch là kinh tế vi mô. Tại vì khi mà học nó thì mình có thể biết thêm nhiều về kinh tế hiện nay và có thể giúp đỡ rất nhiều cho đất nước cũng như là gia đình của mình.